Hello, xin chào các anh chị em ha. Hôm nay em vừa hoàn thiện xong bộ phát điện Kubota V203. Bộ này thì mình làm cho em vào hòn đất Kiên Giang. Đấy. Quá đã các anh em. Cực kỳ luôn. Mạnh như đạn. Đấy. Kích nước to luôn ha, bình mới các kiểu ha. Con này quá xuất sắc luôn. Này hoàn thiện ngày hôm qua anh test điện cũng mấy giờ rồi. Hôm nay test lại tham khảo cho quán cho em tham khảo xem, nếu nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em ha. Thì bên em vẫn lên máy đều đều quán cho em, mỗi ngày mỗi lên. Bộ này lên cho em hồ ở Nam Thái. Thì này em vẫn chạy từ số 50 Hz của anh chị em ha, cũng đang test thử cái bộ sạc T40 3 pha. Bộ này thì cũng từ số 50 Hz ra nghe các anh chị em ha, cũng đang test thử cái bộ sạc T40 3 pha 380 từ số 50 Hz ha. Thì vào pin nó cũng không thay đổi nha, thì cũng chỉ nhiêu đó thôi, cũng không cần phải nói nhiều, chạy rất là nhẹ máy của anh chị em ha. Chạy vậy không nữa. Bên em quay thì em quay lúc mà nó bắt đầu khởi động máy các anh chị em, rồi đến lúc mà nó vô pin từ 1 đến 14 các anh chị em ha, chứ không phải kiểu như là lựa lúc nào mà nhẹ máy mình quay nha. Mình làm ăn đâu đó nó rõ nét các bạn chị em, mọi người có cách mua bán khác nhau, cho nên cô bán chị em nên cân nhắc. Thôi em cảm ơn cô bán chị em rất là nhiều ha, cô bán chị em đã vào xem các video này cũng như là video vừa qua ha. Những bộ phát điện thì bên em bảo hành 1 năm hết, 12 tháng hết, nhớt nhau thì bên em đã thay mới hết rồi, nhớt lọc thay mới hết. Cô bán chị em về chạy khoảng 20-30 canh dầu thì thay nhớt thêm ha. Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại cô bán chị em video tiếp theo nhé.